Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út GB. Và video hôm nay chúng ta sẽ có nhiệm vụ là kiểm tra bao nhiêu đây đơn hàng của các bạn đã đặt ngày 21 tháng 3 năm 2018 nha. Và trước khi vào phần bottom xem đơn hàng nào may mắn thì chị xin được công bố mini game của cái ngày 21 tây ha. Xem là bạn nào sẽ là người chiến thắng. Và xin chúc mừng bạn La Ha Phượng đó, với bình luận là cam quýt xoài ỏi số điện thoại này ha. Xin chúc mừng em đã trúng mini game ngày hôm nay. Sau khi mà bạn này vừa bình luận một phút thì chị đã xuất hiện, và La Ha Phượng là người bình luận sau cùng ha. Tiếp đến thì là anh Nguyễn, nhưng mà La Ha Phượng trước nha, xong mới tới anh Nguyễn. Anh Nguyễn cố gắng lần sau nha. Rồi đến là Thủy Tiên Trần. Wow, Thủy Tiên Trần hai nít luôn đó. Xin chúc mừng La Ha Phượng. Còn các bạn khác thì hẹn gặp ở những video về sau nữa nha. Tại vì ngày nào chị cũng có video hết. Rất mong sẽ được trao phần thưởng cho tất cả các em. Hãy đăng ký thành viên của kênh Bé Út Chibi để tham gia mini game mỗi ngày, cũng như là gọi hàng đặt trực tiếp 0937899707 để có một vé như thế này. Chúng ta sẽ có cơ hội tham gia mini game dành cho khách hàng. Còn đây là phần quà tặng đó, chị xin gửi tặng cho La Ha Phượng nha. Xin chúc mừng em. Bây giờ chúng ta sẽ bóc thăm. Và đây, chúng ta sẽ cùng bóc thăm nha. 1, 2, rồi rớt ra liền. Đây, xem đơn hàng nào đây. Xin chúc mừng đơn hàng của bạn Phan Thị Thùy Trang. Đây, các em xem đơn hàng của Phan Thị Thùy Trang là đơn hàng may mắn ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần kiểm tra đơn hàng. Đầu tiên là đơn hàng của Hồ Thị Thùy Dương, 110.000 đồng. Và đây là vỉ phụ kiện đó, 80.000 đồng của bạn đó nè. Đó, rất là dễ thương. Có nè, vương miện rồi, rất là nhiều loại luôn nha. Tai thỏ, tai phone rồi. Đó, 80.000 đồng. Và bây giờ là đơn hàng của Bùi Minh Hoàng, 280.000 đồng. Đầu tiên sẽ là vỉ giày 100.000 đồng. Đây, có giày thể thao, giày giọt nước và rất là nhiều kiểu giày đẹp luôn nha. Tổng cộng là nè, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là 4 chứ 20 bịch giày nha. 20 bịch giày kèm theo những cái hình dáng như thế này. Đó. Rồi đến là anh Ken. Đây là anh Ken áo thun ha. Quần dài 45.000 đồng nha. Anh này là rất là đẹp trai luôn. Cái tủ năm học 45.000. Và hai Quixi Panda mẫu Quixi 25k. Tiếp theo là đơn hàng của Phạm Thùy Trang, 203.000. Cái tên là khá giống với lại cái tên đơn hàng may mắn nha. Bạn này là Phạm Thùy Trang, nhưng bạn này thì bạn trúng mini game là Phan Thị Thùy Trang. Và chúng ta xem Phạm Thùy Trang thì đặt những gì nha. Đầu tiên sẽ là hai Quixi chuột và Quixi kem, mỗi Quixi như vậy là 18.000. Tiếp đến là một Mochi chó. Đây, Mochi chó 15.000. Một cái bánh donut màu tím hồng 40.000 đồng. Nhưng đây chỉ là Quixi nha, không phải là bánh không ăn được nha các em. Có hai bịch kẹo nổ nữa nè. Đó, vị dưa gan và vị xoài, mỗi bịch là 3.000. Hộp kit làm lam 50. Hai bịch Borat, mỗi bịch là 5.000 đồng. Một cái chai màu hồng 4.000. Cuối cùng thì là bịch hạt xốp 9k. Còn bây giờ là đơn hàng của Lê Thị Kim Nguyên, 262.000. Đầu tiên là anh chàng Luffy 32.000, đội mũ rơm rất là dễ thương. Wow, còn có cả bộ phòng khách nè ha, gồm có là cái ghế sofa nha. Rồi một cái bàn nè, có laptop nữa nè, điều khiển nè, rồi điện thoại nè, bình bông, nguyên một cái tủ luôn, nguyên một cái tủ đựng tivi, rồi có tivi, đầu đĩa âm ly và khung hình của búp bê. Bộ này trang trí phòng khách 160.000 đồng. Rồi đến là bịch phụ kiện cho búp bê 5.000 đồng. Một bộ đồ kiểu cho búp bê nè, là cái áo hồng vạt xéo và một cái quần ha. Cái quần, cái line nó có cái ren nè mấy em, thấy không? Đó, cái line của nó có cái ren cho búp bê nè. Đó, may rất là cẩn thận và đẹp nha. 35.000 đồng một bộ. Tiếp theo là đơn hàng của Dương Thị Bạch Diệp, 246.000. Đầu tiên là một popping cooking. Đây, popping làm tôm nè, làm dưa hấu nè, khoai tây chiên nè, bò lụi nè. Và một cái bánh gì đây mấy em? Bánh gì mà chị thấy có kẹp những cái viên đậu Hà Lan, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Còn có cái mặt cười nữa ha. Đây nó có hướng dẫn cách làm nè. Ở phía sau thì hướng dẫn chi tiết hơn luôn nha mấy em. Và hạn sử dụng nè ha, tháng 7 năm 2018. Đây là sản phẩm của Nhật cho nên là các em yên tâm nha. Vừa chơi vừa có thể ăn được luôn. Học tập khả năng vào bếp đó, 118k.
Tiếp theo là bộ bếp nhôm 60.000 đồng, có thể nấu ăn thật nha. Và 5 bịch borat, mỗi bịch 5.000. Cuối cùng là chai hương dâu 10.000 đồng. Và bây giờ là đơn hàng của Phạm Nguyễn Hồng Ngân 187.000. Đầu tiên sẽ là bình chữa cháy 10.000 đồng. Rồi đến là một cái ba lô. Đây, ba lô này, cái chất liệu này nó rất là đẹp luôn nha. Có giá là 15.000 đồng, 3 ngăn dây kéo ha. Tiếp theo thì là cái ba lô thứ hai là kiểu mới này, có hai bên để đựng hai chai nước ha. Đó, cũng 15.000 luôn nha. Còn đây thì là bịch tập sách cho búp bê đi học này, có viết nữa và có giấy in ba liên, vẽ một bông hoa sẽ được 3 bông hoa, màu trắng, màu hồng và màu xanh, rất là thú vị luôn, 12.000 một bộ. Tiếp đến, một búp bê mắt đá tóc tím hồng, mặc cái váy kim tuyến rất là lấp lánh, 35.000 đồng nha. Đó, xinh chưa? Tiếp theo là hai bịch trang sức hạt nè, một bịch là hạt màu tím nè, một bịch là hạt màu hồng nè, mỗi bịch 4.000 ha. Trời ơi, còn có mấy cái hình bướm bướm bông hoa nữa, rất là xinh luôn. Rồi đó là hai cái váy 6.000. Đây, cái thứ nhất là váy chữ A, là nguyên một cái vườn hoa luôn nè. Đó, nguyên một cái vườn hoa. Cái váy thứ hai là vườn hoa hồng, áo xẻ tà nha, 6.000 đồng bằng chất liệu vải thun đó mấy em, rất là đẹp. Còn đây thì là hai cái giá đỡ cho búp bê, mỗi một cái như vậy là 10.000. Một cái trứng lười 20.000 và một cái trứng lưới 10.000. Tiếp theo Trần Thị Luyến ơi, đơn hàng 166.000. Đầu tiên sẽ là hũ slam nước ngọt 5.000 đồng. Rồi đến là slam bia loại lam lỏng 18k. Kẹp tóc cho búp bê, đây là bịch cặp tóc cho búp cho các em chứ lộn, 10.000 đồng một bịch ha. Gồm có hai loại kẹp luôn, kẹp bắp nè và kẹp táo nha, rất là dễ thương luôn á. 4 cây kẹp tổng cộng nha mấy em, 10.000 đồng thôi nè, nhìn nè, đó, rất là dễ thương. Tiếp theo thì là cái trang trí móng tay 7.000 đồng nha. Tiếp theo thì là cái lô tô 18.000 nha, lô tô 18.000. Rồi ra con máy làm xốp hồng 5.000. Còn đây thì là slam mặt cười và slam cà phê, mỗi cái là 5.000 đồng. Và đây thì là phụ kiện có giỏ xốp này, gương và giày 5.000 đồng, Whisky 18k, cái kem. Cuối cùng thì là 6 bịch đất sét. Wow, đây 1, 2, 3 bịch ha. Bên đây 3 bịch nữa là 6 bịch à, mỗi một bịch như vậy là 5.000 đồng luôn. Ngoài việc là làm slam thì các em có thể làm những cái móc khóa, những cái vật gì đó nó xinh xinh, sau khi nặng xong các em để khô là có thể tạo được hình nha. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Lê Khả Nhi 142.000. Đầu tiên sẽ là hai hũ keo sữa, mỗi một hũ như vậy là 15.000 đồng. Rồi đến là slam bia, đây slam bia 18.000. Và 4 chai màu cam, hồng, đỏ, xanh, mỗi hũ như vậy là 4.000. Bịch borat 5.000. Tiếp theo là 4 mùi hương. Bạn này nói là dứa, dâu, sữa, cam, nhưng mà bên sữa của chị hết rồi, cho nên chị lấy cho em là 2 hũ dứa nha. 2 hũ dứa này, 1 hũ dâu và 1 hũ cam, mỗi hũ là 10.000 đồng. Tiếp theo Bùi Thị Khả Kỳ 96.000. Gồm có là bé Whisky Panda 25k và một móc khóa bé Út. Đây, bé Út đang ngậm bình sữa nè. À, tóc thật luôn, bé Út rất là dễ thương. Bé Út xin chào mọi người, ten 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 ten, mình rất yêu mọi người. Và bây giờ thì là đơn hàng của Vân Kim Ngân 130.000 đồng. Đó chính là hai bộ kit làm lam, mỗi một bộ như vậy là 50k. Tiếp theo Nguyễn Phan Huỳnh Trâm ơi, đơn hàng của em 74.000. Bạn này đặt gồm có là một chai hương dâu 10.000, hai bịch borat mỗi bịch 5.000, vỉ gơm thức ăn 15k. Đây, nguyên một vỉ luôn nha, 15k. Có rất là nhiều cái loại động vật sống dưới biển mà chúng ta hay gọi là hải sản. Món ăn rất là yêu thích. Tiếp theo thì là hai bịch móc, mỗi bịch 3.000. Còn bây giờ thì là đơn hàng của Nguyễn Thị Thúy Hằng. Nguyễn Thị Thúy Hằng 138.000. Đầu tiên sẽ là 5 bịch borat, mỗi bịch 5.000. Rồi đến hai hũ keo sữa này mấy em, mỗi một hũ như vậy thì là 15k. Tiếp theo thì là một cái slam gấu panda 5.000 nè. Rồi một cái hương sữa hương dâu 10.000 nha. Hương sữa thì bạn này đặt chai 10.000 nhưng mà hết rồi, cho nên chị lấy là hai chai 5.000 ha, thì nó cũng bằng 10.000 nha. Một viên kẹo hamburger 2.000 và có cả bịch marshmallow. Đây là marshmallow sữa nè, sô-cô-la nè, thơm thơm, ngọt ngọt, tan trong miệng, rất là ngon luôn, hẹn sử dụng này nha. Và bây giờ thì là đơn hàng của Trần Thị Thanh Thủy 90.000 đồng. Đó chính là bộ kit làm lam 50.
Còn bây giờ thì là đơn hàng của bé Đỗ Thúy Liễu 134.000. Tan tan. Và đầu tiên đó là hai nàng búp bê mắt đá xinh đẹp. Đây, nàng thứ nhất là có mái tóc tím hồng, mặc một cái váy lấp lánh. Đó, lấp lánh màu hồng nha. Có giày luôn. Rồi, nàng thứ hai. Đây, khuôn mặt cũng xinh chưa? Tóc dài đến chân luôn, tóc màu nâu nâu tím, mặc một bộ đồ bay nè. Đó, 35.000, hai chị em ai cũng xinh đẹp hết nha. Rồi, tiếp theo thì là hai bịch tập sách cho búp bê đi học nha, có viết, có tập và có giấy in ba liên, rất là thú vị luôn. Mỗi một bộ như vậy chỉ có 12.000 đồng. Tiếp theo là đơn hàng Lê Thị Huế 74.000. Đầu tiên sẽ là bịch kẹo marshmallow vị dâu 16.000 đồng. Đây, hạn sử dụng ha. Rất là ngon luôn. Thơm thơm ngọt ngọt nha mấy em. Tiếp theo thì là 5 cái kẹo hamburger. Đó, mỗi một viên như vậy là 2.000 đồng nha. Tiếp theo thì là 5 bịch kẹo nổ nè. Đó, cái này thì là vị dâu nè, vị coca nè, vị xoài nè, và hai vị dưa gan nha. Mỗi bịch 3.000 nổ tít 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 tít. Đây là sản phẩm của Úc cho nên là các em yên tâm về chất lượng nha. 3.000 một bịch thôi. Và tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Chiến Nguyệt, một đơn hàng khủng luôn mấy em, 830.000 đồng. Đầu tiên sẽ là búp bê mắt đá. À ấy lộn, búp bê tiên cá. Tiên cá Ariel, tóc đỏ xoăn nè, gợn sóng giống như là những cái bông hoa hồng vậy đó, rất là đẹp luôn, 150.000. Mặc một cái váy màu xanh này đó, mấy em xem nè ha, rất là xinh luôn nha. Tiếp theo thì là hai cái váy 35.000 đồng. Đó thì gồm có hai bộ yếm, bộ váy 35.000 thì gồm có thứ nhất là bộ yếm nè. Đây là bộ yếm nè ha, có cài tóc, rồi đến là cái áo dài cách tân nha. Áo dài cách tân thì cũng có cái đồ cài tóc luôn, mỗi bộ 35.000. Tiếp theo thì là hai anh Ken 50.000 đồng. Anh thứ nhất là tóc đen ha, áo trắng. Đó, chơi thể thao ngoài bãi biển, hai anh cùng chơi. Anh này thì tóc vàng và áo đỏ nha. Mỗi anh là 50.000 đồng, rất là men. Tiếp theo là hai hũ keo sữa, mỗi hũ 15.000 đồng và một chai hương dâu nhỏ 5.000. Tiếp theo là hai bịch đất sét, mỗi bịch 5k. Bộ áo dài cho búp bê là 40.000 đồng. Đây, áo dài hoa hồng nha. Tiếp theo là một cái hộp nè. Một cái hộp đồ chơi gồm có giường, gói, mùng mền cho búp bê. À, đây là cái sản phẩm nè, đồ chơi trẻ em giường đa năng có nhạc luôn nha. Đây, nó sẽ như thế này, tại vì bây giờ nó đang trong hộp cho chị nên chị quay hình cho các em xem nha. Nó sẽ có búp bê nè, rồi có giường nè, có nệm nè, có cái mùng cho búp bê nha. Đây, toàn cảnh của nó là trông như thế này. Đó. Các em dòm rõ không? Đây, búp bê có thể nằm ngủ, cái giường này mình có thể tháo ra ráp ráp ha. Có mền, có gối, rồi có cái mùng luôn, 160.000 đồng nha. Đây. Tiếp theo thì là một cái trứng lười ở đây Tama, 20.000 đồng. Tiếp theo thì là hai hũ slam nước ép 11.000. Đây, nó có nhũ ở bên trong nha, rất là lấp lánh luôn. Đó. 4 slam shop, mỗi slam 5.000. Một bịch kẹo marshmallow vị sữa nè và sô-cô-la rất là ngon nha mấy em. Hạn sử dụng thì trời ơi còn rất là xa. Rồi đến là bịch giày 5.000 đồng, hai cái giá đỡ mỗi cái 10.000. Slam lỏng 4.000 đồng. Phụ kiện mới nè, có giày, vòng cổ, lắc, đôi bông rồi luôn, 5.000 một bịch rất đẹp. Tên tèn, hai slam trái cây, mỗi slam là 5.000 đồng. Tiếp theo là hai bộ đồ kiểu cho búp bê. Thì ở đây là có một bộ đồ là ngắn ha, đồ ngắn dạo phố nè, áo kiểu. Đó, rất là thời trang luôn nha. Áo trễ vai, các em có thể thấy rõ nè ha. Áo trễ vai, quần jean, ngắn. Rồi đến đây thì là áo ba lỗ, nè, quần bong bóng nha, 35.000 đồng. Và bạn này đặt thêm một bộ áo dài nữa, thì đây là bộ áo dài cũng là vườn hoa hồng màu tím nhạt ha, có quần nữa nè, 40.000 đồng. Và bây giờ sẽ là đơn hàng cuối cùng, đó là đơn hàng của Huỳnh Anh Phương Nghi, 140.000 đồng. Đầu tiên sẽ là 5 cây bút tàn hình. Đây, 5 cây bút tàn hình nha, mỗi cây là 10.000. Tiếp theo thì là 5 slam kim cương. Slam kim cương thứ nhất là có hình tròn mặt cười ha. Tiếp theo thì là cái hình là trái tim. Đây, hình trái tim. Mỗi slam kim cương như vậy thì là 9.000 đồng. Wow, cái hình tam giác có hình của chú mèo nữa nè. Trời ơi, ngôi sao ha. Ngôi sao rất là dễ thương luôn.
và cái viên kim cương giọt nước nữa này nha. Nhưng mà nó là slam đó thì mỗi viên là 9.000 đồng. Các em xem lại nè. Ha, 5 viên. Đây. Rất là đẹp nha. Tèn tèn tèn. Và cuối cùng thì là ba bịch trang sức hạt này, có màu màu đen xà cừ nè ha, màu hồng nè mà và cái thanh trúc màu vàng. Mỗi bịch như vậy thì là 3.000 đồng thôi mấy em. Ấy 4.000 chứ, nhưng mà chúng ta có thể làm được rất là nhiều cái đồ chơi rất là dễ thương luôn nha, vòng cổ, vòng tay hoặc là kết lên trên áo của mình cũng đẹp nữa nha. Và đơn hàng vừa rồi cũng đã kết thúc video kiểm hàng ngày hôm nay của chị. Cảm ơn các em đã luôn theo dõi kênh Bốt Chibi và tin tưởng đặt hàng trên kênh Bốt Chibi. Bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau. Còn bây giờ sẽ là phần câu hỏi dành cho thành viên của kênh Bốt Chibi. Đó là cái gì ta? Bữa giờ là mình chơi cuối video không đúng không? Bây giờ thì chị xin đặt câu hỏi, đó là các em hãy bình luận sớm nhất nha. Bình luận sớm nhất tên của bây giờ là hai món đồ chơi nha, hai món đồ chơi yêu thích cộng với lại tên của đơn hàng khủng ngày hôm nay nha. Hai món đồ chơi mà các em yêu thích cộng với lại tên của đơn hàng khủng ngày hôm nay kèm theo số điện thoại của mình nha. Hai món đồ chơi nè, tên đơn hàng khủng nè và số điện thoại nè. Ai bình luận sớm nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau.